Chào mừng các học sinh quay trở lại với kênh Thành Đô Vlog. Trong video hôm nay, chúng ta tiếp tục học môn toán lớp 3 sách kết nối tri thức qua sách và bài tập. Bài 81, ôn tập trung tiết 1. Rồi, trước hết là các em làm bài tập số 1, viết số và cách đọc số theo mẫu. Chúng ta có mẫu như sau. Số gồm 40.000, 6.000, 200, 30. 5 đơn vị. Ta viết số là 4, 6, 2, 3, 5. Các em đọc số là khi đọc số thì các em tách 3 chữ số cuối cùng ra. Được chưa? Các em tách 3 chữ số cuối cùng ra. Vậy các em đọc là 46.235. Tương tự số này, các em viết số là 21674. Khi đọc số thì các em tách 3 chữ số cuối cùng ra. Thì ta được hai chữ số đầu tiên là 21. Vậy các em đọc là 21.000. Ba chữ số cuối cùng các em đọc là 674. 21.674. Rồi số này các em viết là 60515. Các em cũng tách 3 chữ số cuối cùng ra. Ta được 60. Vậy các em đọc là 60.515. Rồi số này. Số này thì nó không có chữ số hàng chục nghìn. Ta viết số là 8091. Các em cũng tách 3 chữ số cuối cùng ra. Ta được 8. Các em đọc là 8.091. Rồi số này. Các em viết là 19007. Các em cũng tách 3 chữ số cuối cùng ra. Ta được số 19. Các em đọc là 19.007. Bài tập số 2, câu A. Khoanh màu đỏ vào số lớn nhất, màu xanh vào số bé nhất trong các số sau. Trước hết là các em so sánh các số này và viết chúng theo thứ tự tăng dần để chúng ta tìm được số bé nhất và số lớn nhất. Trước hết, ta có 23 nhỏ hơn 25, 25 nhỏ hơn 32. Cho nên 23.514 là số bé nhất, tăng dần lên là 25.143. Hai số nó có 32. Các em so sánh tiếp chữ số thứ 3, 5 lớn hơn 4. Vậy 32415 bé hơn 32541. 32541. Như vậy, chúng ta đã sắp xếp được các số này theo thứ tự tăng dần. Vậy số lớn nhất là số 32.541. 32.541, các em khoanh màu đỏ. Được chưa? Số bé nhất là số 23.514. 23.514, các em khoanh màu xanh. Khoanh màu xanh vào số bé nhất. B. Viết các số ở câu A theo thứ tự từ bé đến lớn. Các em viết như thế này này, chính là chúng ta đã viết theo thứ tự từ bé đến lớn. 23514, 25143, 32415, lớn nhất là 32541. Từ lớn đến bé thì các em viết ngược lại. 32541, 32415, 25143, 23514. Được chưa? Bài tập số 3, câu A, các em đặt tính đổi tính. Rồi trước hết là các em bấm tạm dừng video và các em thực hiện các phép tính này trước ra giấy nháp. Bởi vì bài này là bài ôn tập thì các phép tính này chúng ta đã biết cách
thực hiện và thực hiện rất là thành thục rồi. Bây giờ các em bấm tạm dừng video, các em làm trước rồi dễ nháp nha. Rồi, sau khi tính xong thì các em tham khảo xem là mình tính đúng hay chưa. 28094 này, cộng với 57285 này. Bốn cộng năm bằng chín này, chín cộng tám bằng 17, viết 7 nhớ 1 này, không thêm 1 bằng 1, 1 cộng 2 bằng 3, 8 cộng 7 bằng 15, viết 5 nhớ 1, 2 thêm 1 bằng 3, 3 cộng 5 bằng 8, 85.379. Rồi các em so sánh xem là mình tính có đúng hay không. Sang phép trừ, 57.285 trừ đi 28.094, 5 trừ 4 bằng 1, 8 không trừ được 9, lấy 18 trừ 9 bằng 9, viết 9 nhớ 1, 2 trừ 1 bằng 1, 1 trừ 0 bằng 1, 7 không trừ được 8, lấy 17 trừ 8 bằng 9, viết 9 nhớ 1, 5 trừ 1 bằng 4, 4 trừ 2 bằng 2, 29.191. Rồi sang câu B, các em thực hiện phép nhân. Rồi 3 nhân 3 bằng 9 này, 3 nhân 7 bằng 21, viết 1 nhớ 2, 3 nhân 1 bằng 3, thêm 2 bằng 5, 3 nhân 6 bằng 18, viết 8 nhớ 1, 3 nhân 2 bằng 6, thêm 1 bằng 7. Được chưa? Tỏi phép chia, 4 không chia được cho 8, các em lấy 41 chia 8 được, được 5, 5 nhân 8 bằng 40, 41 trừ 40 bằng 1, hạ 3, được 13, 13 chia 8 được, được 1, 1 nhân 8 bằng 8, 13 trừ 8 bằng 5, hạ 0 được 50, 50 chia 8, được 6, 6 nhân 8 bằng 48, 50 trừ 48 bằng 2, hạ 4 được 24, 24 chia 8 bằng 3, 3 nhân 8 bằng 24, 24 trừ 24 bằng 0. Tiếp theo là các em sang bài tập số 4. Một cửa hàng trong một buổi đã bán được 8 can nước mắm, mỗi can 5 lít và một can 10 lít. 8 can, mỗi can 5 lít và một can 10 lít. Có nghĩa là 8 can này, các em trừ một can 10 lít ra thì còn lại là 7 can 5 lít. Đúng không? Các em nhớ nha, 8 can này nó gồm 7 can 5 lít và một can 10 lít. Hỏi trong buổi đó cửa hàng đã bán được bao nhiêu lít nước mắm? Các em hình dung này, 8 can thì có 7 can là 5 lít, 1 can là 10 lít. Bây giờ các em tính xem là cửa hàng đã bán được tất cả là bao nhiêu lít nước mắm. Trước hết là các em tính 7 can 5 lít là bao nhiêu lít. Sau đó là các em cộng với 1 can 10 lít. 7 can 5 lít chứa số lít nước mắm là 1 can là 5 lít, 7 can. Các em lấy 5 x 7 bằng 35 lít. Vậy cửa hàng đã bán được số lít nước mắm là 35 lít này cộng thêm 10 lít này bằng 45 lít. Rồi các em nhớ đáp số nha, 45 lít nước mắm. Tiếp theo là các em sang bài tập số 5, tính giá trị của biểu thức sau.
Rồi đến bây giờ thì các em đã biết cách tính giá trị của các biểu thức rồi đúng không? Biểu thức này không có dấu ngoặc, chỉ có phép cộng, phép trừ. Vậy các em cứ tính theo thứ tự là từ trái sang phải. Các em lấy hai số đầu cộng với nhau trước. Được bao nhiêu các em trừ tiếp đi số còn lại. Câu B, biểu thức có dấu ngoặc. Các em tính trong ngoặc trước. Tức là các em lấy hai số này các em cộng với nhau trước. Được bao nhiêu các em chia cho 4. Rồi trước hết là các em bấm tạm dừng video và các em tính trước nha. Sau đó là các em so sánh xem là mình làm đã đúng hay chưa. Rồi cụ thể ở đây hai số đầu cộng với nhau bằng bao nhiêu? À bằng 8.193. Sau đó các em trừ đi số còn lại. Bằng bao nhiêu? À bằng 2.247. Rồi các em so sánh xem là mình làm đã đúng hay chưa? Hay là thầy giáo tính sai? Rồi cũng có trường hợp thầy giáo nhầm, thầy giáo tính sai nha. Cho nên các em cứ kiểm tra lại. Câu B. Các em lấy hai số đầu các em cộng với nhau trước này. Bằng 792. Sau đó các em chia cho 4. Ta được thương là bao nhiêu? À, 198. Đúng không? Rồi bài học hôm nay đây là kết thúc. Xin chào và chúc em học tốt.